Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé đầu tiên nha. Xin mời Minh Anh. Mình quay xe lại nha. Chú Sáu đó kìa, là ở dưới Vĩnh Long lên mà chú chưa có biết Sài Gòn là sao. Minh Anh đâu à? Minh Anh đây đúng không? Rồi như vậy là các bạn tới đây để hỗ trợ cho Minh Anh đúng không? Cảm ơn các bé nhiều nha. Cảm ơn các con. Đây là bé Minh Anh, con em. Rồi con ơi, con mấy tuổi rồi? Con 5 tuổi ạ. Khả năng của con là đua và từ trên xe thang bằng á. Xe thang bằng phù hợp với lứa tuổi của con, giúp con đi lại không hề mở chân như đi bộ. Nhưng bạn này thì bạn tự làm chủ một cái xe hai bánh, tự đi khám phá cái cuộc sống xung quanh mới mẻ của bạn ấy một cách rất tự tin. Tuy nhiên là phải làm trong cái sự giám sát an toàn bố mẹ. So với mình, lứa tuổi của Minh Anh thì tôi thấy Minh Anh khá là tập trung và khá là tự tin, tập luyện và có cái tinh thần kỷ luật và ý thức tự lập rất là cao. Con đã chuẩn bị những bài biểu diễn thật hay để cho ban giám khảo xem ạ. Mọi người ơi, hãy cổ vũ cho mình và các bạn tham gia chương trình nhé. Dạ, Cầu Giấy hả con? Vâng ạ. Ừ. Ủa sao anh biết? Trời ơi, ta ghi thêm Cầu Giấy kìa. Rồi. Tinh tế một tí đi, tinh tế một tí đi. Thế là cháu là nhà Hà Nội đúng không? Vâng ạ. Thế bố mẹ cho cháu học cái môn này là bao nhiêu lâu rồi? Cháu học được 3 năm rồi ạ. Thế năm nay bao nhiêu tuổi? Con 5 tuổi ạ. 5 tuổi thì là được kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi? Con được 2 năm rồi. Từ từ nhá, học 3 năm là 5 tuổi, kinh nghiệm 2 năm. Bây giờ con hiểu kinh nghiệm là gì không? Con học cái môn này này, cách đây bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm? 10 năm ạ. Càng hỏi gì càng nhiều số vậy ta? Vậy là còn hơn cuộc đời của bé luôn ấy. Thế bây giờ con đã học cái môn này được bao nhiêu năm? Con đọc được 18 năm. 18 năm? Bây giờ nó lại lên được 18 năm. Cộng lại thôi, 10 cộng 5 cộng 3 lại 18 năm rồi đó. Thế năm nay bao nhiêu tuổi? Con 5 tuổi ạ. 5 tuổi thì là được kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi? Con học được 3 năm rồi ạ. 10 năm ạ. 18 năm. Con có thi đấu mấy cái chương trình nào chưa? Có ạ. Có được giải gì không? Có ạ. Giải gì? Giải nhất ạ. Giải nhất à? Giải nhất luôn. Thế có được giải lao chưa? Có. Ai là cái người kêu con học cái môn này? Ba hay mẹ? Nhà con không có ba. Thế à? Thế con đang ở với mẹ à? Con đang ở với mẹ và bố con. Đúng rồi. Tiêm Cầu Giấy mà anh hỏi Mai là sai rồi. Thế bây giờ chú hỏi con là giữa bố với mẹ con thì ai là người đã đưa con đi học cái môn này? Bố con ạ. Thế thường là bố với mẹ thì con nói chuyện với ai nhiều hơn? Bố. Bố vừa dẫn đi học rồi bố nói chuyện với mình nhiều hơn nên là không thích mẹ rồi đúng không? Sao con không trả lời? Ở dưới có mẹ hả? Chắc là có rồi, chúng ta không nên hỏi những cái câu tế nhị như vậy. Bố mẹ con làm công việc gì? Bố con xây nhà. Thế còn mẹ con? Mẹ con với giao hàng ạ. Mẹ có livestream bán hàng không? Mẹ có. Khi livestream mẹ nói như nào? Mẹ không có nói. Em không biết nha, tại vì cái theo cái thông tin thí sinh ở đây thì viết rõ ràng là mẹ làm văn phòng tại Viện Khoa học Nông nghiệp, bố là designer cho công ty quảng cáo. Thì cuối cùng bố mẹ thật của con là làm nghề gì? Làm bệnh viện nông nghiệp mà nó đẩy bà ra bán hàng online. Hay là bây giờ anh cho con em biểu diễn đi, anh hỏi hồi con em đi sao. Thôi bây giờ là con hãy đi một vòng nhé, xong biểu diễn tất cả những cái kỹ năng mà những cái kỹ thuật mà con có thể được không? Cho mọi người xem ha, để mà mọi người hiểu hơn về cái môn chơi của con ha. Ok, rồi bây giờ mời con nha. Ôi, chị Cầu Giấy ơi. Wow.
đua ngon nè. Anh đua ngon thì anh mời anh thử xem. Ok, mang xe lên đua thử cái nè. Xin mời ạ. Bây giờ sao đua sao luật sao? Chỉ được lấy đà một lần thôi nha anh. Sau đó là nhấc chân lên để coi ai gán giữ thăng bằng mà lâu nhất, chân không được chạm đất nữa. Đây, vô. Rồi, cuộc đua bắt đầu. Cái giò tôi còn không hết thi. Bây giờ mỗi lần mà con giữ thăng bằng như vậy, con có bao giờ tính thời gian là mình giữ được bao lâu không? Làm được 5 năm... à, 5 tiếng. Cái gì? Lên đứng đi. Bây giờ nè, thí dụ con 5 giây chú thành thách con 10 giây đó. Làm được không? Bây giờ con em sẽ giữ thăng bằng trên 10 giây trên xe. Ok. Và thử thách của con bắt đầu. Con nhìn đồng hồ kìa. Tôi thấy là nãy giờ tôi mua hàng hố rồi đó nha. Giờ mình trả giá lại không anh? Bây giờ chú Trấn Thành thách thức con 20 giây. Và thử thách bắt đầu. Biết kiểm soát rồi đó, giỏi. 10 giây. Mười tám, mười chín, 20, 21. Yeah. Team cầu sĩ quá giỏi. Yeah. Thực ra trên sàn này em nghĩ sẽ khó hơn trên sàn tập của bé, bởi vì đây là sàn kính, nó hơi trơn. Đúng rồi. Con còn làm cái kiểu khác được không? Bắt đầu. Con bóc đầu được liên tiếp bao nhiêu lần? Con thử thì con phải biết. À, con thử thì con mới biết hả? Bây giờ mình thử đây luôn ha. Rồi, thử đi. Rồi, mời con. Chắc 10 thôi ha. Không. Mấy cái 10 nhiều lắm. 8 rồi. 8 hả? Chắc cũng khó đó. Tại vì thấy mấy khúc cua là hơi khó. Mấy khúc cua cứ mỗi lần cua là bắt đầu cái xe nó chậm lại rồi. Nó bị mất chớn rồi. Thấy 9 cái được đó. 8 cái kho. Nghĩa là chứ. Dạ con thích số nào nè? Con thích số 8 hay số 9 nè? 8 ạ. Là thấy là quá tuyệt vời bé này. Quá nó. Và thử thách bắt đầu. Cầu giấy xuất sắc.
thành công. Thằng bé này là thằng bé, nó là đại diện của niềm tin. Chúng ta cứ việc tin nó có thể đẻ ra một con số bất hợp lý hơn cái con số nó đã từng đẻ ra. Nó học 10 năm, thôi nó học là nó học 18 năm. Rồi bây giờ nó làm được cỡ 8 cái mình nói, nó làm được 10 cái. Này tin vào bé nó sẽ có thể làm được và làm được. À, yeah. Vậy nhưng bây giờ thì con có ước mơ gì trong tương lai không? Có. Ừ, ước mơ của con là gì nè? Con rút kinh nghiệm lại để cố gắng hơn lần sau, lại cố gắng hơn kiếp ạ. Sao con nói giọng gió sao vậy? Ước mơ của con là con rút kinh nghiệm để lần sau cố gắng hơn và cố gắng hơn nữa. Wow, ước mơ tuyệt vời. Ước mơ của con là được rút kinh nghiệm hàng ngày. Cảm ơn Minh Anh nha. Bây giờ là quà của con nè, xin mời Bi Gấu để tặng cho Minh Anh nha. Yeah, cảm ơn Minh Anh rất là nhiều. Ngày hôm nay đã có mặt ở đây và thực hiện rất tốt những thử thách mà các cô chú giám khảo đưa cho con. Yeah, yeah. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 21:00 thứ sáu hàng tuần trên AMC SCTV2.